Vâng, Xin chào tất cả các bạn và các học sinh yêu quý à, hôm nay lại một buổi uh, tối uh, uh, giữa tuần nữa để chúng ta lại được gặp lại nhau các thân mến thầy trò chúng ta sẽ hay like vào uh, tối thứ năm đây là chương trình uh, gặp nhau giữa tuần chứ phải gặp nhau cuối tuần nữa uh, các em yêu quý uh, tiếp nối cái phần uh, tiếp nối cái phần uh, đang chúng ta đang trong cái phần gì các bạn biết không chúng ta đang trong phần ôn thi học kỳ hôm nay chúng ta sẽ cùng với thầy Nguyễn Công Chính chúng ta sẽ cùng chữa để uh, ôn tập số 3 À, dự kiến rằng là có thể đây là cái đề cuối cùng thầy hướng dẫn và uh, không biết là các em đã thi xong hết chưa uh, ở đây thầy thấy có một số bạn thì uh, thầy chào các em mới vào nhé uh, có một số bạn thì uh, chắc là cũng mới thôi có một số bạn mới thi đấy chưa nhưng mà ít thôi thầy dự kiến rằng là có những bạn vẫn còn phải ít nhất một hai tuần sau nữa mới thi cơ thế nên bài giảng nè của thầy thầy mong rằng là sẽ giúp ích được tiếp cho rất nhiều bạn khác nữa các em cố gắng chia sẻ về cho thêm nhiều các bạn khác cùng học tập nữa thầy xin chân thành cảm ơn rất là nhiều thực ra việc học là tốt cho các em thôi chứ thầy cũng chả có được lợi lộc gì chỉ có mệt thêm nữa. đúng không à đó em cố gắng mà học em ạ nhưng bạn nào kể cả nếu như em đã thi xong rồi em vẫn cố gắng nghe lấy mà rút kinh nghiệm được chưa? Còn nếu không thì mình cứ như là mình ngồi xem cho vui cũng được, được chưa? Rồi ok, cảm ơn rất là nhiều. Ừ. Rồi, chào các bạn mới vào, chào các em nhé. Được chưa nào? Chào các em. Hôm nay thì dự kiến thầy trò chúng ta sẽ làm một cái đề tự luận. Vì hôm trước là chúng ta đã làm đề trắc nghiệm nhiều rồi. Đúng không? Và trắc nghiệm nhiều bạn cũng đã biết làm rồi. Hôm nay dự kiến là theo cái cấu trúc đề dễ rơi vào 50-50, cái phần tự luận nó cũng rất quan trọng. Thì hôm nay thầy sẽ cố gắng cho thật nhiều các cái bài tập tự luận nhất là có cả xác uh, suất này hình không gian vào này uh, đặc biệt hôm nay sẽ có thêm cái phần cấp số cộng này cấp số nhân này một số phần mà thầy trò chúng ta hôm trước chưa nói được thì hôm nay thầy chúng ta sẽ làm khoảng Uh, 7 đến 8 bài tập quan trọng nhất của thầy Hôm nay nếu bạn nào mà xem Thì thực sự là một cái may mắn của em Và nếu như kể cả trước đó em chưa học gì nhiều Thì hôm nay sẽ lấy lại được cho em rất nhiều kiến thức Được chưa nào? Được chưa? Rồi thế chúng ta cố gắng và để ý hôm nay Học cả kỳ coi chừng chỉ bằng thầy dạy vài buổi thôi Thật, được chưa? <laughs> thế nên là nếu mà mai thi thì cố gắng để ý với nhé có nhiều bạn đến tận cuối năm mi thi cơ mà à, hôm nay thì uh, hôm nay chúng ta còn muốn hát hò gì không <laughs> hôm nay chúng ta còn muốn hát hò gì không à, không linh đề không có đâu thầy soạn trực tiếp ở trên này rồi thế nên là uh, xin lỗi các em một tí thông cảm là cái cái đề này thầy soạn vội soạn gấp nên là nó chưa có cái linh đề pdf đâu các em tí nữa không cần xếp đề đâu cứ nhìn trông theo thầy chữa với cả chuẩn bị sẵn tờ giấy cái bút ra rồi làm ngắn gọn thôi nếu nên làm tự luận mà, có thể bấm máy tính đâu, được chưa? Đó, thế nên là cố gắng mà học cho cẩn thận. <laughs> uh, hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ cùng đi vào đề luôn nhé, chúng ta có muốn hát hò hay gì không? Được <laughs> chưa? Uh, dự kiến hôm nay đây là sẽ là cái đề gần như thầy có không biết là tuần sau nữa thì các em đã thi xong chưa nhưng nếu mà tuần sau nữa các em thi xong rồi thì thôi thầy sẽ ngừng cái phần uh, ôn tập và lần sau giờ đi là thầy trò chúng ta sang học kỳ hai luôn thế thì đây có thể coi như gần như là những cái đề cuối cùng rồi các em cố gắng tập trung và để ý nhớ nhá được chưa <cười> 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 Rồi hôm nay kem có cái gì mà nếu như mà vẫn còn thắc mắc mà không hiểu cái gì đó thì kem cố gắng mà hỏi. Thầy, nếu mà thầy còn rảnh thì thầy sẽ cố gắng thì sẽ trả lời. Hôm nay kem thân mến chúng ta sẽ cùng để ý vào đề. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng làm một cái đề liên quan đến cái phần tự luận. Trong này sẽ gồm đầy đủ các phần một là lượng giác hai là nhị thức Newton, ba là tổ hợp xác suất, 4 là hình không gian, 5 là cấp số cộng và 6 là cấp số nhân. Đó. Đây chúng ta sẽ có nhiều thứ lắm đây, đảm bảo hôm nay thì sẽ học được thêm rất là nhiều điều. Có những cái phần hôm trước mình chưa nói thì hôm nay mình sẽ nhân tiện qua đây thì mình sẽ nói. Được nào. Chúng ta bắt đầu tập trung để ý vào giúp thầy nhá. Chúng ta cùng lấy vở và giấy bút ra để làm. Các em thầy xin phép một chút là do thời lượng bài giảng không được nhiều thời gian và để cho việc trình bày nó không trong quá trình làm nó không bị sai sót nhầm lẫn thế nên là thầy xin phép là thầy sẽ uh, phân tích luôn cả lời giải hướng đi thầy phân tích trước sau đó thầy đưa lời giải luôn các em có thể cắt màn hình lại để học được chưa tránh trường hợp là thầy phải viết từ từ từng cái nếu mà thầy viết hôm trước nhiều bạn bảo thầy ơi một số đứa trước lại chê thầy nó bảo là thầy ơi nếu mà chiếu mấy chiếu thì em cũng giảng được nên đi vào đây mà giảng được chưa Uh, chú ý là uh, thầy trình bày lời giải ra trước nhưng thầy sẽ có phân tích hướng dẫn cho chúng ta thầy trình bày để các em làm mẫu để không, mai kia làm cái phần tự luận nó không bị uh, bị, bị 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 trừ điểm hiểu chưa? thì trong quá trình làm thầy sẽ phân tích xem có cái, cái lỗi sai nào luôn có hiểu không nào <laughs> trong nền nó còn có cả cách trình bày. Ở đây thầy dẫn ra cho chúng ta bốn phương trình lượng giác như sau, có từ cơ bản đến nâng cao. Những cái dạng mà dễ dễ như là phương trình bậc 2 đặt ẩn T dễ quá thì thôi. Những cái dạng dễ thì thầy chỉ lấy ví dụ một câu. Chúng ta có một phương trình cơ bản đây, một phương trình này có các phương trình đằng sau không nhiều bạn làm được đâu. Thầy xin nhắc lại, ở đây thầy không đưa ra những phương trình quá cơ bản mà đều là những cái phương trình ở mức độ nâng cao hơn một tí rồi, các em nên nhớ điều này. Còn các cái phương trình mà dạng dễ quá rồi thì các em có thể xem lại các bài giảng của thầy ở trong khóa học lớp 11 cũng như ở trên YouTube vẫn còn tra phương trình lượng giác cơ bản là thấy Ở đây là những phương trình hơi khó hơn. Được chưa? Ta bắt đầu tập trung để ý vào. Được chưa nào? Được chưa? Phương trình đầu tiên em chép đề vào đi, các màn hình chép đề vào đi, chép xong đi đã dáng làm, không gì phải vội cả. Cứ chép vào đi. Mai nhá, bắt đầu làm bài là phải chép được cái đề ra đã. Có được không? Thực ra đề của các em thì mỗi một bài đó chỉ có chắc hai câu thôi. Đây là thầy thích cẩn thận để cho luôn bốn câu. Chứ đề của các em nó chỉ có hai câu thôi. Được chưa? Cố gắng mà học nhá. Câu A trước nhá, bắt đầu nhá. Câu A. Các em thân mến, ra lớp thì kiểu gì người ta cũng phải cho em một phương trình dễ, phương trình khó. Nếu người ta cho phương trình dễ thì đây là phương trình lượng giác cơ bản của em đây. Sin 3x trừ pi chia 4 bằng căn 3 trên 2 tất cả phương trình cơ bản thầy chỉ chọn đại diện một câu thôi còn các câu khác cứ thế mà về mà làm tương tự các em thân mến phương trình nghiệm xin bước 1 bạn bấm máy tính bạn bấm ship xin của căn 3 trên 2 đúng không cốt thì bấm ship cốt tăng bấm ship tăng thôi từ đây dẫn đến bạn có hai họ nghiệm bấm ship xin căn 3 trên 2 bạn được một nghiệm thứ nhất là bi chia 3 nghiệm xin thì bạn lấy bi trừ bi chia 3 nó có hai họ đấy nghiệm bù đúng không được chưa? Ừ, ok. Và chúng ta có cái này bằng pi chia 3 hoặc là cái này bằng pi trừ pi chia 3. Các em làm đúng theo các bước như thế này. Bước tiếp theo các em chuyển vế sang đổi dấu, lấy máy tính bấm luôn. B chia 3 cộng pi chia 4 được bao nhiêu chia 3 luôn và viết kết quả một dòng này thôi. Có làm dài thêm cũng không được thêm thêm điểm. Các cái bước biến đổi chuyển vế từ từ lằng nhằng ấy, vứt nó ra nhá không có thời gian để mà trình bày vào đây. Xin nhắc lại một lần nữa, chỉ làm ngắn gọn thế này thôi. Các cái bước mà cộng trừ nhân chia vớ vẩn delta vứt hết ra nhát viết vào vở vào bài kiểm tra không được thêm tí điểm nào. Đây là luật chấm rồi. Đến đây là bạn được một nửa số điểm, đến đây là bạn được kết quả luôn. Và ghi rõ cho thầy đó là k thuộc Z. Được chưa nào? k thuộc Z. Cẩn thận hơn nữa, ghi thêm hộ thầy kết luận vào, vậy phương trình trên có hai họ nghiệm. Thế thì càng là tăng thêm điểm ghi cho nó chắc và tự ghi nhá thầy không ghi đâu xong phương trình thứ nhất là kết thúc Các em chuyển về lấy máy tính tự bấm giúp thầy nhé chuyển về cộng được bao nhiêu xong em chia bỏ cho ba em ra kết quả này ờ, chỗ này thầy không có gì để giải thích cả tôi nói cái phương hướng đi thôi còn cái việc giải ra bao nhiêu để anh chị thì tự biết không có thời gian để mà kiểm tra mai thi đến nơi rồi không có thời gian được chưa tự hiểu chỗ này biết cách trình bày rồi thầy cho chúng ta đến với câu b luôn cho tiết kiệm thời gian được chưa? Tí nữa check lại đáp án, bạn nào uh, tự check lại đáp án giúp thầy. Uh, câu 2, câu B dĩ nhiên là khó hơn rồi. <laughs> cái gì mà lại lượng giác lại lồng trong lượng giác như thế này? Nếu mà may mà bạn nào mà khó khó thì mới dính vào cái câu này thôi, còn bình thường thì chắc không dính câu này đâu. Các em giải một cách từ từ bình tĩnh ta có như sau. Thứ nhất, phương trình này là dạng phương trình cốt U bằng 1 Chúng ta biết là những phương trình có đuôi bằng 1, âm 1 hoặc là 0 ba cái dạng phương trình đặc biệt này nó chỉ có một họ nghiệm duy nhất thôi Như vậy chúng ta có ship code của 1 Bấm, tự bấm đi, thầy nói tự bấm đi Ship code 1 chúng ta được không code 0 bằng 1 mà Như vậy chúng ta được họ nghiệm là 0 cộng KIP Các em rút cái ruột 9SINX này ra, kệ nó, coi như nó là ruột đi, kệ nó 9SINX sẽ bằng 0 cộng KIP đến đây chúng ta lại phải giải phương trình lượng giác một lần nữa ở à đấy nó lại hay như thế, ok không? Kem lại chia 9 xuống thì chúng ta lại có k 2 pi chia 9. Thì đến đây chúng ta lại phải xem cái vế bên phải này này nó là một cái số mà nó như thế nào? Nó nằm trong trừ 1 đến 1 hay nó nằm ngoài? Nếu nó nằm trong trừ 1 đến 1 thì phương trình này mới có nghiệm. Còn nếu vế bên phải mà nằm ngoài trừ 1 đến 1 thì vô nghiệm như vậy để phương trình này có nghiệm ta ghi nếu đây do trị tuyệt đối của sin x là luôn luôn bé hơn hoặc bằng một muốn phương trình này có nghiệm thì nó chỉ có nghiệm khi và chỉ khi cái vế bên phải này có trị tuyệt đối bé bằng một đúng không em cẩn thận nhé mọi khi bên này của em nó là hằng số thì em lấy máy tính em bấm ship phát là ra hôm nay nó cho cái dở đời dở đoạn này rồi bố mẹ em cũng chả bấm được trời ơi câu này đã bảo nó nâng cao rồi mà đến đây đem máy tính ra mà bấm rồi có đây đem tôi thách 10 máy tính ra mà bấm được chưa thao mà bấm được chưa chỗ này chúng ta phải tìm điều kiện để cho phương trình này có nghiệm ta phải giải cái này trị tuyệt đối của vế phải bé hơn hoặc bằng một đấy là giá trị uh, có nghiệm đấy khi mà các em giải cái này bé bằng một thì em chỉ tìm được ra ba giá trị ca nguyên các em giúp thầy giải trị tuyệt đối của k bé hơn hoặc bằng 9 trên 2 pi nhân 9 lên đây chia 2 pi xuống như vậy là trị tuyệt đối k bé hơn 9 trên 2 pi mà các em tự thay pi nó cũng chỉ là 3,14 mà thôi trong trường hợp này pi nó chỉ đóng vai trò là số thực 3,14 chứ không phải là đi bấm bấm ship ship cái gì gì bạn em bấm ship ship chỗ này là bị đề lừa ấy. cẩn thận cái này chỉ việc nhớ là thay pi bằng 3,14 mà chúng ta sẽ tìm ra chặn ra ba giá trị ca nguyên trong trường hợp này chúng ta có cộng trừ 1 và 0 như vậy các em tự nhiên một phương trình bắt đầu các em đi giải cho thấy ba phương trình cơ bản là xong hiểu chưa rồi cái gì không hiểu hỏi bạn bên cạnh ấy từ đây chúng ta sẽ đi giải ba trường hợp trường hợp đầu tiên k bằng âm 1 trước thì sin sin x bằng 2 pi chia 9 à trừ 2 pi chia 9 các em nên nhớ một điều trong trường hợp này cái trừ 2 pi chia 9 này đóng vai trò là một cái số nhưng mà nó lẻ lẻ là các em phải dùng axin và pi trừ axin chắc không ai quên chỗ này chứ chú ý mọi khi các em hay thấy pi nó nằm ở trong chỗ x cơ hôm nay pi nó lại thích loài ra ngoài đấy thì nó cũng chỉ là axin thôi vì nó lẻ bấm thử ship và xem nó lẻ hiểu không thế một nghiệm là axin một nghiệm là pi trừ axin là xong đấy trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai nếu k bằng không thì xin x bằng không x bằng mp m thuộc z đây là phương trình cơ bản Cái chỗ này phải tự hiểu này Không chỗ này nhiều bạn học yếu là nghe trông là chóng mặt chả hiểu gì đâu Thực ra nó rất là dễ Với những bạn học khá thì nó rất là đơn giản Và trường hợp thứ ba K bằng 1 thì sin x bằng 2 pi chia 9 Trong này ta toàn có arcsin thôi Chúng ta lấy các cái chữ cái khác nhau cho thầy Thầy đã trình bày cẩn thận rồi Thầy làm thế nào có thế mà làm theo Muốn 10 thì có thể mà làm theo Vậy kết luận bài toán này nó có rất nhiều trường hợp nghiệm khác nhau Thế ta kết thúc câu B ở đây, một trong những câu hỏi mà mai kia nếu câu này có rơi vào thì chỉ ăn điểm 90 thôi. Ta tiếp tục ta đến với câu kia uh... không dễ đâu. Đây hôm nay toàn những cái bài không quá dễ đâu, không quá dễ. C. Phương trình này là phương trình có chữ ẩn ở mẫu. Việc đầu tiên các em cần làm là đặt điều kiện. x khác 1. x khác b chia 2 cộng m 2b các em đều biết rồi phương trình này nó chỉ có một họ nghiệm. Ta đừng quên đặt điều kiện nếu ta không muốn bị trừ điểm. Sau khi đã đặt điều kiện xong, ta ghi với điều kiện trên, phương trình đã cho trở thành. Khi đó, phương trình 1 trở thành. Nó dễ ở chỗ là phương trình này kem chỉ việc nhân chéo nó lên. Đây. Có hiểu thế nào là nhân chéo không? Nhân chéo dò cái bác này lên. Khi mình nhân chéo dò lên thì phương trình rất đẹp. 1 trừ sin x, 1 cộng sin x, nó chính là hàng đẳng thức 1 trừ sin bình đúng không? Ừ. ấy thế mà theo công thức lượng giác thì một trừ sin bình thì nó lại là cốt bình, đúng không? thì đến đây phương trình quay về đặt nhân tử chung một trong những cái hướng mà đi thi chắc chắn ra đó là nhân tử chung. chúng ta sẽ có cos x là chung bên trong còn 1 trừ đi cos x mà chúng ta sẽ giải hai trường hợp là xong. đến đây thì các em giải được rồi, nó không quá khó nữa với các em. Cốt x bằng 0, cốt x bằng 1. Ship cốt 0 x bằng b chia 2 ship code 1 x bằng 0 chú ý đặc biệt với phương trình có chứa đuôi bằng 0 thì cái chỗ này chỉ lấy kp thôi mai cứ tưởng thế nào vào đề mà cứ ghi k2p vào thì thôi phí cả năm học nhớ là chỉ có cái trường hợp bằng 0 này nó luôn ra cái kp của trường hợp này là k 2 nhiều bạn đã kem nghĩ rằng làm đến đây là đã, đã xong chưa chưa làm đến đây chúng ta còn phải kết hợp nghiệm đây là cái khó nhất của bài toán nếu đi thi các em không rơi vào kết hợp nghiệm thì không sao Các em rơi vào kết hợp nghiệm các em phải để ý Cái này phải để ý Khi chúng ta kết hợp nghiệm Thì đây không phải là hai họ nghiệm của bài đâu Thật Chúng ta đừng nghĩ đến đây làm xong Chúng ta vẽ đường tròn lượng giác ra Mời các em để ý vào đường tròn lượng giác Thầy sẽ vẽ trong đường tròn lượng giác Để tại sao chúng ta sẽ biết ra hai họ nghiệm này Các em nhìn lên bảng đi đây. đây là đường tròn lượng giác Điều kiện đặt ra của bài toán này là x khác trừ pi chia 2 cộng m2pi. Đầu tiên chúng ta biểu diễn hai họ nghiệm trên đường tròn lượng giác. Họ thứ nhất là pi chia 2. Đây là pi chia 2. Đây là 0 này, đây là pi chia 2 này. Tiếp tục mỗi một lần nó cứ cộng tiếp K Kpi là nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn hiện đây xong họ nghiệm thứ nhất cái này chúng ta đều đã biết biểu diễn họ nghiệm rồi không có gì khó cả tiếp k 2 pi k pi đây chính là không đấy không cộng k 2 pi có nghĩa là không chỗ này một điểm duy nhất cộng thêm 2 pi nghĩa là cộng thêm một vòng một vòng nữa lại quay về đây nó lại là đây như vậy chúng ta đã biểu diễn xong bây giờ chúng ta phải gạch bỏ đi những điểm đó là điểm trừ bi chia 2 tính theo chiều âm thì đây là trừ bi chia 2 gạch bỏ em thấy hay không? Trừ VG2 ở đây gạch bỏ Rồi cộng tiếp m 2 b có nghĩa là nó lại quay thêm một vòng nữa Như vậy nó nó chỉ bị gạch bỏ một điểm duy nhất ở đây Vậy kết luận cuối cùng của thầy cho chúng ta chỉ còn có hai điểm Điểm này và điểm này Điểm này là không cộng K2P Điểm này là B chia 2 cộng k 2 pi. Đây là kết luận của thầy cho chúng ta Ơ ờ, hình như là lúc nãy cái điều kiện bị nhầm chỗ nào thì phải Thầy xem lại là À thầy bảo này Gạch nhầm điểm rồi Lúc nãy Điều kiện của thầy trò chúng ta Là khác BG2 À thế lúc nãy thầy gạch nhầm một điểm Các em nhớ để ý lại cho thầy Xem lại điều kiện thì lúc nãy mình ghi nhầm điều kiện Ok Cẩn thận không bị nhầm điều kiện này Điều kiện lúc nãy là x khác BG2 Quên 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 chết rồi gạch nhầm điểm rồi đây như vậy là không phải xóa điểm này đâu mà lại phải xóa cái điểm này mới chết giờ chứ này. như vậy là để lại điểm này giả thầy suýt suýt nhầm gạch nhầm điểm có ai phát hiện ra điều này không hãy không phát hiện ra <laughs> đúng chưa không phát hiện ra điều kiện nó khác đi chi hai phải bỏ cái điểm này lấy hai điểm này quên mất mình gạch nhầm điểm suýt suýt toi suýt <laughs> toi thế mà không ai nhận ra cái gì cả phí là của mình cố tình thử mà chả ai phát hiện ra phí cả của rồi phí là của rồi. Vậy kết luận chúng ta sẽ có hai họ, một họ là trừ b chia 2 cộng k2p và một họ là không cộng k2p. Các bạn đã rõ rồi nhá. Mai kem rơi vào lượng giác câu này em cố gắng mà làm. Suýt nữa thì mình bị nhầm. <laughs> ok nhá. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ xóa bài này. Rồi. Đây là những cái bài quan trọng thầy chốt lại kiến thức, thế nên là kem lưu ý để ý giúp thầy học cả một kỳ chỉ cần làm được các bài này của thầy thôi là coi như là thành công rồi. câu D nữa thôi là xong Câu này nhiều bạn rơi vào kiểu gì cũng sẽ bỏ luôn vì nhìn chóng mặt quá Mọi khi cái dạng dễ thì phải đặt T được, mọi khi là phải đặt ẩn phụ, đặt T Dạng này chúng ta chưa nhìn thấy đặt T được Chúng ta nhìn thấy cốt bình của x chứ pi chia 3 Chỗ này ta nhìn thấy sin của 5 pi chia 6 chứ x Bằng một phản xạ trực quan khi học lượng giác Người ta phát hiện ra góc x chứ pi chia 3 và góc 5 pi chia 6 chữ x là hai góc phụ nhau Được chưa? nếu nó mà lại hai góc giống nhau thì, thì còn làm ăn gì thì còn thì còn học làm gì những cái góc giống nhau thì cốt bình bằng một trừ sin bình thì trẻ con nó làm được rồi cốt bình bằng một trừ sin bình thì trẻ con nó làm được à đúng không thế bây giờ bài này mình phải nhận ra đây là cái điểm yếu quan trọng nhất của đề này đó là người ta nhận ra rằng đây là hai góc phụ nhau nên sin của ông nọ bằng cốt của ông kia đấy nên chính ra nhá sin của cái này nó lại chính là bằng cốt của cái này <laughs> bạn nào tinh mắt mới nhận ra cái này còn nếu không không làm được đâu ok xin của cái này thì nó lại chính là bằng cốt muốn đổi sang cốt chứ gì phụ chéo đúng không người ta lấy pi chia hai trừ cả đống lấy pi chia hai trừ cả đống thì rút gọn ra thì nó lại đúng bằng x trừ vi chia ba Và các em thân mến cốt của x trừ vi chia ba đây rồi ôi thế thì bài này đặt t là xong nhưng không phát hiện được ra điều này à úi rồi còn sơi Ta Đến đây thì chúng ta lại chép cái thay cái này bằng cái này Ui rồi ôi Và đến đây đặt T là xong rồi Thôi cái việc đặt T các em về nhà mà thể hiện Thầy không thích đặt Thầy giải luôn, thầy lấy máy tính, thầy bấm luôn Cẩn thận bấm các hệ số này Thầy cố tình cho rất xấu Để xem các em có đọc được kết quả không Hay là may kia máy tính của em nó lại không biết đọc <laughs> Hệ số đẹp thì tôi không nói Nhưng mà hệ số xấu mà nó rơi vào đây phải đập thử cái máy tính mấy lần xem là nó có, có, có hiện được ra kết quả không Kết quả hiện ra là 1 căn 3 Đập thử cái máy tính đi xem nó có hiện được ra các cái hệ số này không Đập thử nhá Đấy Chứ hệ số đẹp không nói gì Giải hai phương trình này thì đây hai phương trình cơ bản Thôi kết thúc rồi nhá Cái căn 3 này các em loại vì nó nằm, nó lớn cả một rồi Các em bỏ đi Vậy phương trình này chỉ còn có một phương trình này thôi Các em ghi vào vở đi Và đến đây thì chúng ta có một họ nghiệm duy nhất chúng ta sẽ có ship code của một thì x bằng 0 chuyển về sang ta được pi chia 3 cộng cai pi thì thôi kết thúc lượng giác ở đây nhé không học nữa được chưa thầy chỉ biết minh họa một vài câu quan trọng nhất như thế này thôi còn mai kia nó rơi với những câu gì nữa thì cố gắng để ý thường người ta sẽ toàn cho những câu dễ hơn của thầy thôi không đừng đừng có quá lo ok nhá <laughs> đây là thầy cho thêm một số cái mà biết đâu mai kia nó rơi vào chúng đề những cái gì hay nhất thầy sẽ dạy cho còn những cái câu mà giải cơ bản với đặt T thì ai mà chả làm được thì cố mà về mà học đi. Chúng ta chuyển sang Newton. Các em thân mến, cái câu hỏi về tìm số hạng không chứa x trong khai triển thì cái dạng này phải đến, đến 90% đi thi hỏi. Chính vì thế thầy sẽ chọn câu này làm đại diện. Còn nếu đề thi hỏi tìm số hạng chứa x mũ mấy thì cũng thế thôi, cũng chả khác gì nhau. Nhưng thầy đã cho là thầy phải cho rất khó. Để cho các em chóng mặt mà chết, được chưa? Thứ nhất, bài toán này người ta giấu n rồi. Người ta bảo là C2 của n trừ C1 của n bằng 44. Thế là ngày xưa thì mình cứ quen là thầy dạy trắc nghiệm thì chỗ này lấy máy tính bấm. Ô, nhưng mà bây giờ làm tự luận thì mình phải trình bày ra, ở đấy cái chỗ này mới chết người. Thì bước 1 bạn phải giải cái này ra. Chúng ta nhớ C2 của n thì bằng n n 1 chia 2. Còn C1 của n thì bằng n, Để nghe thầy chứng minh đây không không hiểu đâu. C2 của n n dây thừa chia cho n 2 dây thừa, 2 dây thừa. Phân tích n dây thừa tao có n n 1 n 2 lùi đến khi nào gặp n 2 thì dừng hai dây thừa bằng 2 xoẹt xoẹt từ đây tôi có n n trừ một chia 2 đây này nhưng bạn nào không biết giải phương trình chỉnh hợp tổ hợp kem lên uh, youtube mà gõ lại cái bài giải phương trình chỉnh hợp tổ hợp thì có một số bài thầy đã dạy trên đó rồi có chỗ này mà lấy máy tính bấm thì ai trả bấm được nên máy tính bấm nên dùng nếu có đáp án trắc nghiệm thì em can vào phát thì ai mà chả làm được úi rồi ôi nói nên phải cẩn thận vẫn phải viết giải câu này nếu muốn ăn được điểm 10 khi chỗ này tự thể hiện khả năng quy đồng và bấm máy tính chúng ta sẽ thu được 11 là số nguyên dương thỏa mãn kem lắp vào khai triển trên kia và bây giờ công việc đầu tiên của em là phải đi tìm số hạng tổng quát gọi số hạng tổng quát của khai triển là ký hiệu của soạn tổng quát Mai kia học thuộc này TK cộng 1 CKN A mũ N trừ K B mũ K CKN tức là CK11 A đây này là x căn x mũ cái này trừ cái này B đây này B là 1 trên x mũ 4 đội mũ K Em thích đảo mũ cho nhau ai mũ nào cũng được Nhưng vấn đề bây giờ là xử lý cái x căn x như thế nào nhiều bạn không biết làm <laughs> Không biết làm, chắc chắn không biết làm Thử đánh mặt lên hỏi một số bạn ở trên xem Mày ơi biến đổi cái này như thế nào Không biết làm Rồi hỏi đi xem nó có đúng là nó có biết làm không Hay là nó không biết làm Chúng ta có như sau Có một số kiến thức chúng ta phải học trước từ lớp 12 Kem sẽ có căn x là x mũ 1 phần 2 Cộng 1 vào là ra 3 phần 2 Đây là kiến thức mà mình phải học lỏng trước từ lớp trên đấy Cô biết ở lớp thầy cô giáo em có dạy không nhưng nếu mà cho bài này thì em phải tự biết đổi như thế này này. Cái mũ nó hơi buồn cười nhỉ. Ở lớp thầy cô, cô giáo có dạy không? Nếu mà dạy thì làm mà thầy cô, cô giáo không dạy thì thôi. Được chưa? À, cái này phải biết này chứ nếu không biết thì khó lắm. 1 trên x mũ 4 là x mũ trừ 4. Em có công nhận hôm nay thầy toàn cho những bài hay và khó không? Có nhiều cái em mà lại dễ quá thì còn nói em quay gì nữa, cái chỗ này mới là cái chỗ cần học. Đấy, có thấy cái bài này nó đắt giá chưa? Tôi đã bảo rồi. Được chưa? Cái gì nó càng về sau nó càng hay Và đến đây các em nhân hai cái mũ này lại 3, 3 trừ 3k trên 2 Cho nên nhân mũ này lại Chúng ta có trừ 4k Chúng ta gom vào đây luôn đi gom. Các em lại cộng hai cái mũ này lại Cộng hai cái mũ này lại giúp thầy Thì chúng ta có biết cộng không? Về nhà tự cộng nhé Quy đồng nó dậy Lấy cái này cộng cái này tự cộng mũ và quy đồng nó dậy Chỗ này không biết quy đồng chịu cho chết thôi Nếu mà không biết quy đồng thì tôi thua ngả nón này. Chúng ta sẽ thu được đó là 33 trừ 11k trên 2 Đến đây thì mọi thứ nó đã quá rõ ràng Nó đã sáng như ban ngày rồi Đề hỏi số hạng tự do chính là số hạng không chứ x Các em cẩn thận Thì ứng với k thỏa mãn Số hạng không chứ x chắc là các em đều biết là x mũ không Vậy chúng ta chỉ cần đi giải cái mũ này bằng 0 là chúng ta giải được k bằng 3 và chúng ta sẽ tìm được phần hệ số chính là C311 Các em sẽ ra được 165 Như vậy, à, thầy dặn dò thêm một tí Nếu như mà đề thi hỏi x mũ mấy Thì cho cái mũ ý bằng cái bằng cái mũ của cái số tổng quát này Tìm ra ca xong kem lắp vào phần hệ số giúp thầy Đề thi hỏi số hạng Thì phải kết luận cả số, cả chữ còn nếu mà đề chỉ hỏi hệ số thì trả lời hệ số Nhưng mà riêng số hạng không chữ x thì nó cũng chỉ có số thôi được chưa? Trả lời làm thế nào cho nó cho nó chắc thì làm. Đây là trình bày mẫu mực và cẩn thận nhất có thể rồi. Cố gắng làm giống thầy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Bài này thầy chọn làm đại diện vì nó hay. Được chưa? Để sau giờ đi các bài khác cứ thế làm tương tự. Còn bài kia mày mà rơi vào cái bài khác nữa thì mày phải tự biết đường mà 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 cố gắng lên được chưa? Không ai mà theo 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 hầu suốt cả cuộc đời được đâu, học một phải biết 10. Được chưa? chúng ta cùng chuyển sang xác suất <laughs> chúng ta chuyển sang xác suất cố gắng đi. đấy chưa à, bấm máy tính hay gì hay không ấy cũng có ít câu bấm được lắm em biết rằng là chỉ có một vài câu lượng giác đơn giản hoặc một vài câu tổ hợp xác suất thì có thể bấm được còn ngoài ra những cái câu dễ toàn nhẩm ra đơn giản hơn rồi nên phần tự luận đóng vai trò trong phần này rất quan trọng các bài trắc nghiệm em có thể xem lại các cái phần khác trước nhé được chưa? Phần này đóng vai trò hết sức quan trọng, các em cố gắng mà nghe, được chưa? Hôm nay thầy sẽ cố gắng thì thì thầy nói cố gắng để ý nhé. Ô cái bài này khó này, không bài này không khó, bài này chỉ hơi dài thôi. Bài này chỉ hơi dài thôi. Nào các em cùng đọc. Trong một căn phòng có 36 người, trong này có 25 người họ Nguyễn, 11 người họ Trần. Trong số những người họ Nguyễn thì có ba à có 8 cặp anh em ruột, anh trai em gái. 9 người còn lại gồm có 4 nam, 5 nữ, không có quan hệ họ hàng. Trong số 11 người họ Trần thì lại có 3 cặp là anh em ruột, anh trai, em gái. 5 người còn lại gồm có 2 nam, 3 nữ, không có họ hàng. Chọn ngẫu nhiên 2 người, tính xác suất A, người được chọn có họ Nguyễn, 2 người được chọn có họ Nguyễn, B, 2 người được chọn cùng họ, C, 2 người được chọn là anh em ruột, D, 2 người được chọn cùng họ lại còn khác giới. Bố có thấy cái bài này nó hay không? Được chưa? Bài 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 này nó có nhiều thứ hay đấy. Đề bị che chỗ nào à? Ơ ơ ơ, dịch hộ thầy cái này xuống một tí với. Đề đề bị che à? Xoay ngang màn hình ra nhé. Xoay ngang màn hình ra nhé. Ờ, ừ, anh anh hạ cái này xuống hộ hộ với không nên sợ nó bị che màn hình. Hạ cái hạ cái này xuống một tí vậy. Cho không ơi. Rồi, đấy, rồi, 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 thôi, thôi, không cần hạ quá đâu Bây giờ Kem ghi lại các thông tin về đề đi Đề này có nhiều thứ hay phết đấy Chúng ta phải liệt kê ra đầy đủ nam nữ Bao nhiêu cặp anh em, bao nhiêu cặp không phải anh em Khó phết, có bao nhiêu người họ Nguyễn họ Trần ta ghi lại vào thì mới làm được bài này, bài này hơi khó đấy Được chưa? Để ý vào vì nếu mà rơi vào tự luận người ta thường hỏi một cái bài hơi lắt léo Ta làm nhé Ta bắt đầu Câu đầu tiên có tất cả thẻ là 36 người như vậy không gian mẫu chọn 2 từ 36 C236 là 630. gọi ABCD lần lượt là các biến cố ứng với các câu hỏi đề bài câu A hai người được chọn có họ Nguyễn các em lưu ý trong bài người ta cho 25 người họ Nguyễn các em chọn 2 trong 25 các em sẽ có số cách là C225 từ đây xác suất cần tính của em sẽ bằng 300 cách chia cho 630 Thi bao giờ người ta trả nam nữ Họ nọ họ kia Bi xanh, bi trắng, bi vàng, bi đỏ Kiểu như thế Thì người ta bảo chọn hai người họ Nguyễn thì mình chọn thôi Xong nhá Đây là câu A rất đơn giản Các em tập trung để ý vào Câu B Hai người được chọn cùng họ Cùng họ chúng ta phải chia ra các trường hợp để làm Rồi cộng các kết quả lại Cùng họ chúng ta có hai trường hợp Hoặc là hai trong 25 hai người họ Nguyễn Hoặc trong đề cho hai trong 25 hai người họ 11 người họ Trần thì chúng ta sẽ có đó là Số cách có thể là C225 cộng với C2 của 11 Các em lấy máy tính bấm 355 Chia bỏ cho không gian mẫu Các em được 71 phần 126 Kết quả là không quan trọng Quan trọng là tính ra số cách nhé Không gian mẫu nó biết rồi mà Có hiểu chỗ này không? Chia trường hợp ra để làm Tiếp tục Để ý vào câu C Câu C thì hai anh em ruột. Hai anh em ruột thì có thể là anh em ruột họ Nguyễn hoặc anh em ruột họ Trần. Trong này có cái bao nhiêu đây? 8 cặp anh em ruột họ Nguyễn và có 3 cặp anh em ruột họ Trần. Như vậy ta ghi. Chọn hai người là anh em ruột thì phải chọn 8 cặp anh em ruột họ Nguyễn hoặc 3 cặp anh em ruột họ Trần. Chúng ta sẽ có 11 cách. Chúng ta chia cho 630 luôn là xong. Câu này thì là dễ với các em đấy. Còn câu D nhé. Hai người được chọn cùng họ, khác giới. <laughs> vừa cùng họ vừa khác giới Với sợ. Nào. Cùng họ thì chúng ta cũng chia ra hai trường hợp, cùng họ Nguyễn hoặc cùng họ Trần. Khác giới thì có nghĩa là chúng ta phải chọn một nam và kèm theo một nữ. Như vậy các em để ý đây, bây giờ chúng ta phải tổng lại xem có bao nhiêu nam họ Nguyễn, nam họ Trần. Bao nhiêu nữ họ Nguyễn, nữ họ Trần rồi Các em phải tự để ý đọc đề ra vì bài này nó cho rất nhiều số Được chưa nào? Nó cho rất nhiều số Thế các em có thể tự ghi lại cho thầy xem có bao nhiêu uh, họ, họ Nguyễn và họ Trần nhé Tự ghi lại các thông số vào Vẽ cái sơ đồ cây ra để hiểu ngay Trường thứ nhất Chọn nam họ Nguyễn có tất cả là 12 người Nữ họ Nguyễn có 13 người Các cộng lại em sẽ thấy thì chúng ta sẽ có, theo quy tắc nhân ta nhân lại là có 156 cặp họ Nguyễn nhưng mà khác giới Với họ Trần, các em đem cộng lại, các em sẽ có 5 nam họ Trần, 6 nữ họ Trần Các em sẽ có 6, 3, 5, 6, 30 cặp cùng họ Trần khác giới Sau đó em cộng các kết quả lại, các em sẽ có 186 Các em nhẩm giúp thầy đi Và kết quả của em là 186 phần 630 Như vậy câu này nó đại diện cho mấy cái vài kiểu bi, bi xanh, vi bi trắng, vi vàng các thứ đấy nếu mai kia người ta có cái ngôn từ mà ít nhất bao nhiêu người nam bao nhiêu người nữ thì dùng biến cố đối giúp thầy nhé Những cái bài ý thầy đã dạy rất nhiều trong phần hoán vị trình hợp tổ hợp Các em xem lại giúp thầy Phần xác suất trước đó thầy đã dạy các cái câu ý rồi Cố gắng để ý lại giúp thầy Bây giờ thầy trò chúng ta chuyển sang hình học không gian được rồi Mỗi một bài chúng ta chọn đại diện lấy một bài mà Bài 4 Bài đầu tiên hình học không gian được rồi đấy Nào À, cho hình chóp SABCD có đáy hình bình hành, lấy điểm M thuộc trên cạnh SD. Câu a. Tìm giao điểm N của SA với mặt phẳng BCM. Câu b. Chứng minh BCMN là hình thang. À, những cái ý dễ như là tìm giao tuyến ý, hoặc là giao điểm đơn giản đấy, thì các em có thể tự học được vì những cái giao tuyến, giao điểm đơn giản. Ở những bài đầu tiên thì thầy trò chúng ta đã xét rồi. Ở đây thầy sẽ xét cho các em chủ yếu là phần tìm giao điểm đặc biệt và chứng minh thiết diện là hình thang thôi. Các em tập trung để ý vào giúp thầy vì đi thi hay rơi vào cái này. Chúng ta cùng vẽ hình, tập trung nhé, vẽ hình này. Vẽ hình, chú ý vẽ cái hình sao cho to, đẹp, giữa, rộng, trang vở ra, giấy thi không thiếu, em dành hẳn cả một cái trang riêng rời rẽ ra nhá Em vẽ hình Đừng có để hình bên nọ Bài làm bên kia Mỗi một lần người ta cứ phải nhìn đi nhìn lại cái gây ức chế cho người chấm Đây là kinh nghiệm rồi Thật mà Làm cái gì rất gọn đẹp bài ý Còn vài dòng chuyển sang trang mới luôn Chứ đừng có có, 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 có để bài một bên gì Đáp án một nẻo bên kia Hình vẽ nó nhìn nó cứ dở đi dở lại ức chế cho người chấm đấy Cẩn thận Chúng ta lấy một điểm M trên cạnh SD. M là trung điểm mà. Xem nào. Không, không cần trung điểm. Tìm giao điểm N của SA với BCM. Đây là BCM. Mặt phẳng này mới đầu để nghe trông giống tam giác. Phương pháp tìm giao điểm có nhớ không? Giao điểm trong trường hợp này ta xác định như sau. Để tìm giao điểm của cạnh SA với mặt phẳng BCM. Thế thì uh, chúng ta có thể để ý thấy. Bước 1, chọn mặt phẳng phụ chứa SA. Chọn mặt phẳng SAD. Ôi thực ra là SAB cũng được nhưng mà thôi, chọn SAD. Chọn SAD chứa SA. Bước tiếp theo, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây này, nhìn vào đây, thấy tô tô đậm cái này rồi này tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD ấy với mặt phẳng màu vàng này. Bước 1, ta nhận thấy có một điểm chung M. Bước 2, xem có hai đường nào trong hai mặt phẳng này cắt nhau được không? Nếu không đồng phẳng không cắt nhau được thì thôi, chúng ta lại nhìn thấy yếu tố song song. Mặt phẳng SAD có chứa AD. Mặt phẳng BCM có chứa CM. Hai đường này song song với nhau chứ không hề cắt nhau. Nếu chúng song song thì giao tuyến nếu có chắc chắn nó sẽ đi qua điểm chung và tự động song song nốt. À đây là định lý giao tuyến song song. Vậy từ điểm M tôi kẻ song song tôi kẻ ML, MN song song AD, đồng song song BC thì tôi sẽ tìm được giao điểm N ngay. Như vậy về nhà phải ôn lại những cái phương pháp tìm giao điểm, xem cái điểm thứ hai là nó cắt nhau hay là nó song song nói chung là em phải tự sáng tạo hai cái mặt phẳng này nhìn thì thấy hai có hai cái đường song song rồi mà nó còn cắt gì nữa đúng không à đó như vậy mc nét liền á à ừ nhỉ <laughs> quên à, so sorry được chưa? trong quá trình làm thỉnh phẳng đôi khi mình có thử học sinh một tí ờ đúng là MC là nét liền thật, các em để ý giúp thầy nhá, công nhận đấy là MC nét là liền. Thỉnh thoảng là mình cứ thử học sinh một tí xem học sinh có phát hiện ra không nhưng mà, giỏi lắm. Ừ. Hiểu không? Như vậy, chúng ta đã tìm ra giao điểm của SA với mặt phẳng BCM được rồi, các em có thể trình bày vào vở giúp thầy nhá. Để Cảm ơn thầy, chứng mất ngủ của em đã khỏi. <laughs> được chưa? Rồi. Cố gắng để ý mà học nào từ khi có giao điểm n rồi thì bạn nối nốt vào cho thầy thành bờ cờ mn và bạn phải chứng minh đây là hình thang ờ thì đúng thật nó là hình thang đi thi nó hay rơi về hình thang vì theo như tính chất vừa nói về tính chất giao tuyến thì giao tuyến mn nếu có này thì nó sẽ phải song song với ad cùng song song với bc hai bọn này song song thì kéo theo thiết diện tạo bởi mặt phẳng mcb với hình chóp này nó chính là một hình thang BCMN bài này bài dễ nhất không còn bài gì dễ hơn nữa bài dễ nhất liên quan đến giao tuyến song song nếu đi thi người ta mà hỏi thì cái cái câu này nó dễ xảy ra phết ấy. câu này là câu dễ nhất có thể rồi các em bạn cố gắng lên các em tự vẽ lại cho thầy lên liền chỗ này nhá thầy thầy, thầy cố tình thì thử tí đấy thầy <laughs> cái trình bày tìm điểm N À thầy bảo này lúc nãy thầy còn nói là em chọn SAB hay SAD thì nó đều đúng nhá nhớ đấy như nhau cả thôi thật mà kiểu gì nữa như nhau em ghi vào vở chọn mặt phẳng phụ SAD có chứa SA bước 2 tìm giao tuyến của SAD với BCM trình bày đúng 3 dòng theo phương pháp giao tuyến song song M là điểm chung thứ nhất trong mặt này chứa AD, trong mặt này chứa BC hay đường này song song Đi thi phải tinh mắt nhận ra điều này các em nhé Đi thi nó chắc chắn nó hỏi câu này đấy Thầy nói rồi mà không nghe mai kia dáng chịu nhé Giao tuyến nếu có sẽ là một cái đường thẳng mx nào đó. Mai Kim nói luôn là mn cũng được. mx này song song ad song song bc. Chúng ta kéo sa cắt mx tại đâu thì đấy chính là n và từ đó chúng ta khẳng định n chính là giao điểm cần tìm. Vì n thuộc sa, n thuộc mx, mx nằm trong bcm nên kéo theo là đây chính là giao điểm cần tìm. Nếu trình bày chuẩn em phải làm giống thầy, nó mới là chặt chẽ thật. Còn nếu em có thể trình bày ngắn gọn hơn một tí Các cái bước này em có thể bỏ qua Nhưng mà trình bày chuẩn giống thầy cho nó dễ hiểu B Do MN song song BC kéo theo Nếu đề thi có hỏi thiết diện là hình gì Thì ta nói đây cũng chính là tìm thiết diện thôi Nếu đề thi có hỏi tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng MBC Thì nó chính là hình thang BC MN Được chưa hình thang Trong trường này hình thang nhá Thường đi thi hay rơi về hình thang lắm Thỉnh thoảng mới tới thì hình hành Bài số 5 Bài số 5 kéo theo là một cái bài chứng minh song song Có làm được không? Đây cũng có thể là một câu có thể hỏi Tùy trường đấy Có trường thì người ta chỉ hỏi giao tuyến, giao điểm thiết diện Người ta không hỏi song song Nhưng cũng có những trường người ta đào sâu người ta hỏi song song Thì đây là một bài mẫu mực quan trọng nhất cho em Đi thi em cứ làm được bài này thì tự nhiên thi em làm được bài Chúng ta đọc đề cho hình chóp SABCD đáy hình bình hành. MN lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh MN song song với hai mặt phẳng này. Ghi vào vở đi, cắp lại màn hình đi cũng được, chép lại vào vở đi. Gọi P là trung điểm SA, chứng minh SB, SC song song MLP. G1, G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác. Này nọ, chứng minh G1, G2 song song này nọ. Úi dồi ôi, khó không? <laughs> khó không? Thực ra bài này không phải là quá khó. Làm được chứ không phải là khó chỉ chúng ta thần hồn nát thần tính thì chúng ta mới, mới, sợ thôi giờ vẽ hình nhá làm từng ý một các em sẽ thấy ba cái ý này rất là dễ chứ không phải là khó được chưa vẫn đang rất chậm đấy tôi vẫn đang cố gắng rất chậm nhất có thể đấy nhá thầy vừa làm thầy vừa giảng thầy vừa đợi các em đấy chứ thầy không phải là thầy làm hùng hục đâu được chưa tôi vẫn đang rất chậm đấy nhá chứ tôi chưa có gì nhanh đâu bước một vẽ hình vẽ hình xong rồi đấy mình thấy xịn chưa xịn chưa? mình thấy xịn chưa? chưa? Yeah. xịn chưa? bây giờ vẽ hình xong rồi này. MN lần lượt là trung điểm của AB và CD đề nó nói thế mà đâu? ở đấy. đề đề nó nói thế này. Uhm. đấy. em thấy xịn chưa? MN uhm. đây. nào. câu đầu tiên chứng minh MN song song với mặt phẳng nào đẩy lại đề cho nào SBC SAD câu đầu tiên quá dễ cố gắng mà ăn điểm SBC tức là mặt ngoài tức là mặt em đấy mặt em đấy mặt em ui ôi dồi ôi, nó nhìn nó đã thấy song song rồi nhiều bạn bảo thầy ơi em nhìn em đã thấy song song rồi việc gì phải chứng minh cả thầy đấy thế nó vẫn phải chứng minh đấy được chưa Nhìn lên nó đã thấy song song rồi Bây giờ thầy sẽ dành một phút để trả để các em đưa ra ý kiến của mình Làm thế nào để bạn chứng minh được song song vậy? Bạn trả lời thử thầy nghe Các bạn khác biết rồi thì em cứ im im bớt nhé để cho các bạn khác trả lời Nào xin mời Tại sao lại song song? Trả lời đi, được chưa? Thầy chờ Em trả lời được thì thầy trình bày lời giải luôn còn em mà không trả lời được thì thôi Mai chắc chắn không làm được bài đâu <laughs> Nói thật là thế Nào trả lời đi bắt đầu Chúng ta bắt đầu comment đi Bắt đầu comment đi Tại sao mình biết là song song Trả lời trả lời nhanh lên Úi dồi trẻ con lớp 1 cũng làm được rồi Nhanh lên Các em chịu khó đoạn hình này chậm hơn một tí nhá Muốn nhanh này cũng được thôi Nhưng mà thầy đã mất công giảng Thầy đã cố gắng thầy phải nói chậm cho các bạn khác nó cũng hiểu Chịu khó một tí nhé Được chưa Chờ một tí xem các bạn ở trên bạn ấy comment có đúng không Sai là mình chửi luôn <laughs> Mắt thường nhìn thấy được luôn đấy Nào trả lời đi nhanh lên nhanh lên. Không chờ đâu nhanh lên Không chờ Nhanh lên nhé Nào thầy trả lời luôn hộ cho nhá Chờ bạn mày mệt lắm <laughs> Chờ em chờ suốt cả cuộc đời chờ này mệt lắm Được chưa Thôi không cần phải ta nét Nào ta ghi M là trung điểm của anh này, N là trung điểm của anh này kéo theo MN đường nối hai trung điểm gọi là đường trung đường trung bình. Vậy MN là đường trung bình của hình bình hành này. Đường trung bình này nó sẽ có tính chất đó là song song với hai hai đáy nên MN kéo theo song song BC, kéo theo song song AD. Do BC nằm trong cái mặt SBC kéo theo MN song song cả mặt. Tương tự như vậy, S AD có chứa AD nên MN cũng sẽ kéo theo song song luôn. Ôi trời ôi, cái câu đầu tiên nó cho điểm mà còn không làm được nữa thì thôi đấy, mai không có cái gì để mà mai không làm được cái câu ý này nữa thì cô húp cháo, được chưa? Cái tính chất đường trung bình là một Cái tính chất của định lý Talet là hai là phải biết là song song, phải để ý vào. Được chưa nào? Tôi ghi. Trường nào không ra song song càng mừng, về nhà ôn kỹ thiết diện thôi là xong. Đấy, nhìn kỹ chưa? Nhìn thấy song song rồi Còn này mà nó cho thì thôi mà Không làm ăn được gì nữa thì thôi tôi vái ngả nón Đấy đi ML không nằm trong FBC Nhưng ML lại thích BC BC lại nằm trong SBC Tính chất D tờ bờ Từ đây kéo theo ML song song FBC Tương tự ml cũng không nằm trong SAD, nhưng mn lại thích SAD. từ đây chúng ta suy ra ml cũng sẽ song song SAD. giải thích đều là do đường trung bình đi thi mà không rơi vào đường trung bình thì cũng chỉ rơi vào cùng tỷ lệ talet mà thôi bây giờ nói thật là cái đề ra lúc nào nó chả thế từ đây tao có điều phải chứng minh kết thúc câu a Chúng ta cùng nhìn vào câu B Gọi P là trung điểm SA Chứng minh SB và SC Cùng song song MNP P là trung điểm SA Nối vào tao có MNP Một cái mặt phẳng đầu tiên thì Nó cũng gần gần kiểu giống cái bài thiết diện của em đấy Em cẩn thận nhá Thiết diện trong trường hợp này là hình gì các em? Lại hình bình hành À đâu, hình thang chứ Phải hình bình hành hình 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 thang hình thang hình thang nào bước 1 chứng minh mnp song song cả sb song song fc bắt đầu chúng ta lại giải thích thử cho thầy xem tại sao mình lại biết là song song với sb ủi dễ quá p là trung điểm của sa m là trung điểm của ab kéo theo pm là đường trung bình của tam giác sab nên tự nhiên nó phải song song thôi Cái SD này thì nó dễ rồi Mai kia chỉ cần M và P nằm cùng ở một tỷ lệ nào đó Không nhất thiết phải là 1 phần 2 Mà nó có thể là 1 phần 3 gì đó Thì chúng ta lại giải thích là do do toa gì? Toilet Vấn đề quan trọng Bạn nào biết tại sao nó lại song song với SC không? Cái mặt phẳng này này Bạn nào giải thích được cho thầy tại sao song song SC thì mới là giỏi Nào xin mời bạn nào giải thích biết song song SC mới là giỏi là bây giờ xin mời. Nhanh lên. Đố biết tại sao chứng minh được. Đố biết tại sao chứng minh được. Cái chỗ SB là xong rồi nhá. Đố biết tại sao chứng minh được song song với SC, thử giải thích thầy nghe. Giải thích song song với SC là vui phết đấy. <laughs> nào. Thử giải thích cho thầy tại sao mặt phẳng này song song SC Trả lời nhé Thầy ơi đi thi ghi là tao có à <laughs> Cứ ghi đi nếu ông thích <laughs> Rồi Nhanh 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 con Nhanh con Nhanh con Cố gắng mà làm đi, nhiều bạn khác không làm được đâu Thầy đang hỏi này, nhiều bạn còn chưa trả lời được Chứng tỏ là không quá dễ đâu con được chưa trước thi học kỳ rổ ôi làm gì mà con phải học những cái bài mà nó tận đầu tận đâu thế con học trường chuyên lớp chọn à mà con phải học những cái bài gì mà cao siêu thế thường đi thi nó hay hỏi mấy bài này lắm kinh nghiệm mấy chục năm đi dạy thầy chưa bao giờ nhầm cả được chưa nó chỉ hỏi này thôi được chưa cái thằng tấn vũ là thằng nào mất dạy được chưa em đéo biết thầy ơi cha bố mày được chưa tao gọi luôn bố mẹ mày đến đây để giả mày về nơi sản xuất giờ đấy được chưa được chưa mất dạy được chưa khốn nạn mất dạy được chưa học mới hành thế đấy được chưa không phải ở, ở đây thầy không bị điếc đâu được chưa ai đọc ai nói gì thầy đều biết hết đấy có điều thầy còn nói hay không thôi được chưa khốn nạn mất dạy được chưa các em trả lời đi nhanh lên <laughs> dễ thôi người ta nhận ra một điều rất đơn giản như sau các em ạ <laughs> thầy giải thích cho mà nghe để vào đây nhé nếu các em kẻ cho thầy đường AC vào đây. Nếu các em kẻ đường AC vào đây. Em gọi chỗ này là O chẳng hạn. Em sẽ thấy ngay đó là mặt cái SC này này là nó song song với PO. PO không nhất thiết tức là nó không nhất thiết phải song song ba cạnh này đâu mà nó song song với PO ở giữa này, PO. PO nằm trong MNP. Và PO là là đường trung bình của tam giác SAC. Nên kéo theo song song AC, đấy là cách đấy, đơn giản nhất đấy, hiểu chưa? có hiểu không con? cái cách làm thực ra rất là dễ, người ta sẽ làm như sau, thực ra là người ta sẽ đi tìm bản chất là người ta do người ta chưa nhìn thấy song song đường nào nên bước 1 người ta chọn cái mặt phẳng có chứa sc chính là sac em phải cố gắng đẩy cái sc vào một mặt phẳng nào đó thì nó chính là mặt phẳng sac sau đó em tìm giao tuyến của mặt phẳng sac ấy tức là mặt phẳng phụ với mặt phẳng chính đang xét thì tự nhiên ở đâu nó loài ra po ngay quá chuẩn có phải là PO thì nó là 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 là, là, là giao tuyến giữa cái mặt SAC và cái mặt này không mày không nhìn thấy mới lạ đấy đúng không cái cách ý là cách đơn giản nhất song song PO chả nhìn thấy cái gì cả rốt quá được chưa? rốt ấy là rốt được chưa rốt quá học bao nhiêu năm được chưa rốt quá rồi đẩy vào thầy vẽ thế này không hề đau đầu tí nào cả có mỗi các em thần hồn nát thần tính thì đau đầu thôi bài toán còn một cách nữa các em có thể tìm cho thầy một giao điểm nữa của SD ở đây với mặt phẳng này nối chúng lại nó thành hình thang cũng được. Rồi tí nữa chúng ta sẽ có thể chứng minh đó là NQ nào đó đi. Em hoàn toàn có thể chứng minh NQ. Tức là nó có hai cách. Em có thể chứng minh song song PO cũng được, song song NQ cũng được. Em dựng cho thầy NQ đi, được đấy. Em dựng NQ cũng được, trong đó Q là giao điểm bây giờ thầy chỉnh bày cho cả hai cách, mày kia ra lớp làm cả hai cách. 10 luôn Bài này cũng chính là bài tìm thiết diện Các em để ý vào nha Đây là ý của bài trước Câu B này thì dễ rồi Mp song song Sb thì ý này xong rồi Không nói nữa Điều phải chứng minh ý, ý cũ xong rồi Bây giờ quan trọng nhất là Cách thứ nhất là bạn tìm cho thầy giao điểm của Sd Với mặt phẳng Mnp này này Thế thì bạn sẽ kẻ cho thầy Nq Nq Vì bạn phải tìm nốt giao tuyến của mặt phẳng MNP này với cái mặt phẳng SA SCD. SCD đúng không? Thì bạn tìm muốn tìm thiết diện bạn phải tìm nốt cái giao tuyến này mà. Thế thì giao tuyến này nếu có thì chắc chắn nó sẽ phải đi qua một điểm chung đó là điểm chung N và chắc chắn là nó sẽ phải kéo nó phải song song với SC. Đề nó nói thế mà. Song song SC mà. Đề nó bảo sao kẻ song song thì cứ kẻ song song thôi. À thế là mình kẻ song song thì đây là NQ. Thế thì mình sẽ nối lại mình sẽ có PQ. Nếu người ta hỏi thiết diện bài này thì đây cũng là hình thang. Ta chứng minh hoàn toàn được là cái này song song Ta đi tìm giao tuyến của MNP với mặt ssAD Do giao tuyến này có một điểm chung P Và có chứa hai đường song song Một đường là MN, một đường là AD Các em nhìn lại hình nhé Một đường nó có chứa là MN Một đường có chứa MN này một đường nó có chứa là AD Thế thì thầy bảo nhé Em tìm giao tuyến với SAD trước cũng được Mà em tìm với SCD trước cũng được nếu em tìm với S, S, AD thì em phải kẻ từ P song song còn nếu mà em muốn tìm với mặt SCD thì em kẻ từ N song song để nó nói là song song thì mình cứ kẻ song song thôi kẻ ai trước cũng được mà, quyền của mình chả sao không thế thì giao uh, tuyến nếu có chỗ này là PQ với mặt sau và từ khi có PQ rồi thì em phát hiện ra ngay đó là P là trung điểm của đầu này mà PQ lại song song thì kéo theo Q sẽ là trung điểm nốt của đầu kia hay QN là đường trung bình. Vậy từ đây ta chứng minh được đó là SC song song NQ và SC song song MNP. Đây là cách làm. Nhưng mà cách này thực ra chưa hay bằng cái cách dựng PO, dựng PO hay hơn. Cách này là đang làm cho cách dựng thiết diện là hình bình hành đấy. À hình thang chứ hình thang hình thang. Đây là nếu mà trình bày thiết diện thì em sẽ làm như thế này. em tự ghi vào vở nếu đề thi hỏi trình bày thiết diện tạo bởi mặt phẳng thì đây cũng chính là cách trình bày thiết diện luôn. Vì nó ra rồi đấy cách thứ hai là em dựng thầy po đây, ừ. em dựng mặt phẳng sac cắt đây tại o giao tuyến là po em chứng minh được hoàn toàn đó là po song song fc theo tính chất đường trung bình của tam giác sac cách hai gọi o là giao điểm ở dưới sc song song po theo tính chất đường trung bình nên kéo theo là phải song song mnp bài này có hai cách em thích trình bày cách nào để em làm heo có hiểu được không đã tí nữa chép bài sau nhé có hiểu được không? cái này không khó không khó đâu nhé. cái ý chính là thầy đã ghi cho đây rồi. cái này này quan trọng ghi vào vở nhé. ý cuối cùng đó là G1, G2 là trung điểm à nhầm trọng tâm chứ? của tam giác ABC và SBC. chứng minh G1, G2 song song SAB. ta vẽ lại hình đi không sợ. nếu mà sợ bị chồng chập hình vào quá ta vẽ lại hình cho nó khác đi ta có thể vẽ lại hình cho nó đẹp hơn một tí chúng ta chuyển sang bên này G1, G2 là trọng tâm ABC và SBC ABC Muốn vẽ trọng tâm chúng ta lấy Y là trung điểm của BC Chúng ta nối trung tuyến AI Thì chúng ta sẽ có trọng tâm G1 nằm trên AI Cái thứ hai đó là SBC thì chúng ta nối trung tuyến SI. Các em lưu ý giúp thầy, cái SI này nó là nét liền hay nét đất đấy nhỉ? Tự nhiên mình lại quên quên. Nét liền. À, cái chỗ này nét liền nét đất đấy nhỉ? <laughs> mình lại thử học sinh một tí thôi. Thỉnh thoảng trong quá trình làm thầy hay thử học sinh một tí nữa các em để ý giúp thầy nhé, cái này nét liền. Nét liền nét liền. Được không? Nét liền nét liền. Và trọng tâm G2 nằm trên SC SC nhé Bây giờ các em nối giúp thầy G1, G2 lại Công việc của người ta đang yêu cầu chứng minh là G1, G2 song song cái gì nhỉ? Song song với S B Thì G1, G2 em có thể thấy là nó song song đường nào Ôi dễ quá Chúng ta có nhìn thấy S xa B không? Rồi Chúng ta có thể để ý thấy nghe S B Thì chúng ta nhìn rất rõ là, là G1, G2 song song S vì g1 g g um, ig1 trên ia chiếm 2/3 theo tính chất trọng tâm. ig2 trên uh, is cũng chiếm 2/3 theo chỉ, à, cái gì đấy nhỉ? 1/3 chứ nhầm. Đang tính từ i thì là đều là 1/3 hết. Nên hai cái tỷ lệ này nó theo talent thì chứng tỏ được là g1g2 song song sa. Từ đó g1g2 kéo theo là song song cả mặt sab. Đấy, tôi nói thế là hiểu rồi. Cái này có hiểu không? Đi thi một là nó rơi vào đường trung bình. Hai là nó chỉ có rơi vào toilet thôi. Chứ có cái gì khó đâu, nhìn hình vẽ nó rõ một một thế này rồi ấy. Ôi thầy nhìn thấy thầy thấy rõ có lắm ấy. Thầy thầy thấy quá rõ luôn. Ôi rồi ơi thầy nhìn với tam giác SAI là thầy đã thấy là G1 G2 nó, nó là toilet rồi. Ôi nó rõ một một luôn. Chỉ có cái mắt là có vấn đề với hội người khuyết tật Việt Nam mới không nhìn thấy gì thôi. Được chưa? Nó nhìn nó rõ một một ý. được chưa? Gọi Y là trung điểm xét tam giác SIA IG1 trên IA bằng IG2 trên IS 1 phần 3 ta chứ còn cái gì nữa vậy kết luận G1, G2 song song SA và song song SAB câu này học thuộc đi, đi thi kiểu gì nó cũng rơi vào xong <laughs> nhé hiểu không cố mà hiểu xong nào còn câu nào nữa nào các em thân mến bài 6 là một cái bài dự trù thôi bài này bạn nào làm được thì làm không làm được trả sao vì bài này thầy dự trù thêm là cái bài dựng thiết diện của một hình chóp đi qua một điểm và song song với hai đường cái này có trường thi trường không? bài này dự trù thôi vì cái dạng này rơi vào hơi khó nhưng mà dựng thiết diện lại rất dễ các em lưu ý à, đây là dựng thiết diện song song với hai đường nó hơi khó một tí bạn nào mà để ý vào thì nó 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 không khó đâu vẽ hình thử nhé đáy thì bình hành này O này M là trung điểm SA này tìm uh, thiết diện của mặt phẳng alpha đi qua M song song hai đường đó là SC và AD Tôi vẽ hình nhé Bài này nghĩ được thêm thì 10 Còn không nghĩ được thêm chả sao O là giao điểm hai đường chéo Tập trung để ý vào nhé Thầy nói cho nghe Đây M là trung điểm SA. Dựng một mặt phẳng đi qua M Và song song với hai đường SC AD Nghe kỹ Đây dựng kiểu gì mà qua M mà song song với SC là một và song song với AD là hai hơi khó đấy nhá nghe cho nó kỹ hơi khó đấy trường nào mà có bài này thì em ôn còn không có thì thôi cách giải nhận xét thứ nhất chúng ta phải vẽ ít nhất hai nét nét thứ nhất là vẽ từ M vẽ song song AD và sẽ tạo ra hai giao tuyến song song với AD các giao tuyến này là giao tuyến với các mặt SAD và ABCD nét vẽ thứ hai vẽ song song SC thì sẽ tạo ra những giao tuyến với các mặt có chứa SC đó chính là SAC và SCD các giao tuyến này đều song song đôi một các em nhớ song song nhé như vậy chúng ta sẽ tìm được ít nhất là bốn giao tuyến ở đây rồi đấy bây giờ trông tay thì vẽ là nhanh nhất nhìn lên bảng thầy đã tô màu xanh lá cây hai đường AD và SC. Bước 1, Kem đặt tay vào điểm M. Kem đặt tay vào điểm M và vẽ ít nhất mấy nét cho thầy. Mấy nét song song? Hai nét. Nào, thầy vừa nói gì? Thầy vừa nói gì? Thầy vừa nói gì? Được chưa? Thầy vừa nói gì? Có biết thầy vừa nói gì không? Thầy vừa nói gì? Thử trả lời lại cho nào. Thầy vừa nói gì? từ m vẽ nét thứ nhất song song ad thì tôi sẽ thu được đó là mn nét vẽ thứ hai là từ m tôi vẽ một nét song song với sc thì tôi sẽ phải rơi vào điểm o vì trong tam giác sac thì chắc chắn là mo là phải song song sc sau khi tôi vẽ được chuẩn hai nét xong thì uh, qua o Tôi tiếp tục dựng một giao tuyến nữa song song với AD vì lúc nãy chúng ta phải tìm được ít nhất hai giao tuyến song song AD mà thầy vừa nói với em ở lúc đầu. Như vậy qua điểm O tôi lại dựng tiếp một giao tuyến song song AD nữa. Tôi có giao tuyến này là PQ. Cuối cùng tôi nối nốt các điểm này lại thì tôi thu được thiết diện là MNPQ, đây là hình thang. Như vậy em phải dựng được ít nhất hai nét. Sau khi có thêm những cái điểm chung này rồi là các em dựng tiếp nét nữa mỗi một cái nét song song AD này là nó đã có hai đường rồi cơ. Nó có hai giao tuyến song song mà. Hiểu không? Chỗ này để ý vào. Hiểu không? Lúc nãy thầy vừa nói gì á? Thầy vừa nói là thầy vừa nói gì? <laughs> rồi, Bây vào vở giúp thầy nhé, bây vào Tự trình bày và vở giúp thầy. Các em có thể có một cách vẽ khác cũng được. Theo thầy em vẽ MN xong em dựng N em có thể dựng N dựng NP cũng được thì NP song song SC cũng được. Sau đó có điểm P rồi em dựng nét nữa song song AD là thành công. Và kéo nốt vào đây thì em cũng sẽ thu được thiết diện vẽ nhiều cách lắm. Đây chính là MNPQ. Bài này thì nói thêm, đề phòng nếu mà kia rơi và bạn nào rơi vào kiểm tra và rơi vào cái dạng thiết diện song song hai đường này thì cũng phải để ý. Ta tự trình bày vào vở. Qua M tôi kẻ nét song song thứ nhất. Đây, song song với AD. Sau đó qua 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 ô tôi kể đường song song thứ hai đây đây qua ô tôi kể đường song song thứ hai đây nhìn rõ rõ cắt tại QP nhá thầy vẽ gì thầy nói lại vào thôi từ đây ta có đầy đủ thiết diện kem trình bày đầy đủ và là xong thiết diện này ta chứng minh được là hình thang vì nó có hai cặp song song à không phải là hai cặp song song mà là MP song MN song song PQ NP song song FC nên là nó chỉ có một cặp song song thôi các em để ý lại về hình vẽ ấy, MN song song đây này, MN và PQ cùng song song với AD à kiểu là thế này, nó chỉ có hình thang thôi nhé nhớ là hình thang, đây là hình thang xin nhắc lại, để ý và để ý vào đây là hình thang, <laughs> lúc nãy cái đứa nào bị thầy chửi bây giờ sợ quá, <laughs> tức quá em tức á, Ôi <laughs> rồi à, với bài tập số 7 thì bài này thầy gợi ý với các em đây là một cái bài liên quan cấp số cộng một hội trường có 10 dãy ghế mà dãy sau có nhiều hơn dãy trước 20 ghế và dãy sau cùng có 280 ghế hỏi bao nhiêu ghế thì đây chỉ là tổng của một cấp số cộng mà thôi các em trình bày nhanh chóng và vở như sau cấp số cộng em về nhà mà ôn nó chỉ toàn hỏi mấy cái câu dễ công thức đầu tiên thôi không không quá khó đâu đừng lo trường nào có ôn thì thi không thì thôi rõ ràng số ghế ngồi ở mỗi dãy lập thành một cấp số cộng un Uh, mỗi một lần thì dãy ghế đằng sau hơn dãy ghế đằng trước 20 ghế nên vậy công công sai là 20. Số hạng cuối cùng UN là bằng 208 và có 10 dãy ghế là N bằng 10. Chúng ta có thể thiết lập mà muốn tính ra có bao nhiêu uh, ghế ngồi thì các em có thể dùng công thức UN bằng U1 cộng N 1 lần D các em công nhận không? UN bằng U1 cộng N 1 lần D các em lắp số vào đây cho thầy là em sẽ tìm được là U1 ngay U1 người ta chưa cho thật Mình lại biết Rẽ so cùng tức là U10 đấy Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ tìm được U1 bằng 100 Thay vào công thức tính tổng 10 Thực ra thì số ghế chính là tổng của 10 dãy ghế thôi U1 cộng U10 x 10 chia 2 Thì ta sẽ lấy 100 cộng 208 chia cho 2 nhân 10 chia 2, 1 ghế Bài này người ta cũng có thể hỏi trong thi, các bạn lưu ý một tí, nếu như mà người ta cho vào thì mình làm đấy Đây là cấp số cộng Những cái bài toán tính lương tháng là một này Lương tháng sau tăng hơn lương tháng trước ấy Hoặc là trồng cây hàng thứ nhất Hàng thứ hai trồng nhiều cây hơn hàng sau ấy ừ, Nó sẽ dùng cái kiểu bài này này Người ta cứ tìm đầy đủ được U1 và U10 thì coi như là ta thành công Bài này người ta cho U10 rồi nên phải tự tìm ngược lại được U1 nhá Đúng không? Có hiểu được không nhỉ? Thì để ý vào, tại vì bài này cũng có thể là cũng có thể rơi vào thi. Và bài tập cuối cùng của thầy trò chúng ta là bài này, bài 8. Đây là một bài cũng rất là hay về dãy số. Có một số trường thì người ta sẽ cho cái bài dãy số vào cuối cùng để kiếm thêm nửa điểm. Bạn nào thích nâng cao là bài này. U1 bằng 1, UN thì bằng âm 1 phần 2, U thứ N trừ 1. N bắt đầu tính từ 2 trở đi, tìm công thức soạn tổng quát và tính U tại 1945. Thầy bảo nhé, Đi thi em phải chú ý Rất có thể cái rẽ số này người ta cho là cấp số cộng hoặc cấp số nhân đấy Thế thì em có nhận ra đây là cấp số gì không mới là quan trọng Đó Em có nhận ra đây là cấp số gì không Người đi sau bằng người đi trước Nhân với một cái đại lượng không đổi Thì đây hoàn toàn chính xác là cấp số nhân rồi Chuẩn quá rồi Người đi sau nhá Bằng người nghe đi trước nó nhá Nhân với quy quy là âm 1 phần 2 Nếu bạn đã học cấp số nhân rồi thì đây chính là hệ thức truy hồi của cấp số nhân Vậy nếu mà tôi đã phát hiện ra đây là cấp số nhân rồi Thì tôi chỉ việc lắp đúng vào công thức tổng quát của cấp số nhân là xong Như vậy bài này các em phải để ý vào Nhớ chưa nào Thứ nhất dãy số trên là một cấp số nhân Có số hạng đầu là bằng 1 cái chỗ mà hằng số khi bị nhân đều một số này, đây là quy bằng âm 1 phần 2 các em đã học soạn tổng quát của cấp số nhân là UN bằng U1 nhân Q mũ N 1 Trường nào mà bạn thi cấp số cộng cấp số nhân thì bạn ôn Còn nếu không thi thì thôi bạn bỏ qua cho đỡ đo đầu Hay không bắt Thì bạn lắp U1 và Q vào đây Là bạn có soạn tổng quát Đúng không đã Thì bạn lắp vào giúp thầy nhé Thì một này bỏ đi Thì đây chính là soạn tổng quát của bạn Bạn đóng khung vào Đi thi bạn cứ đóng khung thoải mái Không sợ bị trừ điểm đâu Bảo là thầy bảo đóng khung Kết luận cuối cùng cứ đóng khung vào Không ngay chửi kìa được chưa? Cứ sợ chết Đóng khung vào, người chấm người ta càng dễ. Cố gắng lên. Sau khi có xong tổng quát rồi, ôi rồi may quá, đề thi người ta hỏi số hạng thứ 1945 thì lắp số vào thôi. Thì đến đây chúng ta sẽ tính được hai mũ trừ 1944. <laughs> Hết rồi bài rồi đấy. Như vậy là trong phần cấp số cộng và cấp số nhân thì các em về nhà có thể ôn thêm một số cái câu hỏi dễ dễ thì vì nếu mà có thi thì người ta sẽ rơi vào hỏi trắc nghiệm là chính thì những cái ý các em cứ lắp công thức thay số và là xong hỏi các cái tính chất dễ số hỏi những số hạng thứ mấy thì ai mà chả làm được các em về nhà xem lại những bạn nào mà học ôn trên khóa học của thầy thì sẽ có đầy đủ hết đến tận bài cấp số nhân rồi yên tâm nhé được chưa à, còn bạn nào mà thi sớm trước thì uh, thôi bây giờ nghỉ ngơi thoải mái ok được chưa thầy đã cố gắng thầy dạy cho đến phần này dĩ nhiên là thi tự luận của em người ta cho mắc nhất đến ba đến bốn câu được cùng thôi nó không cho nhiều bài đâu trong bài này thầy đã dự trù rất nhiều câu hay và khó rồi nhớ nhá thế nếu mà làm được thì cố gắng làm đến mức tối đa đừng đừng có bỏ nhất là hình đừng bỏ cố gắng lên không làm được ý khó phải làm được ý dễ được chưa nào kem à, chép bài vào đi và về sau nếu mà rơi mà mà mai kia ôn thi mà tốt mà điểm mà cao hoặc là trúng câu nào đấy thì về thông báo về mà, uh, mà mua xôi mua gà đi mà tạ thầy nhá nhớ đấy làm thế nào thì làm được chưa cố gắng lên cứ bình tĩnh mà làm thế là xong trên đây là toàn bộ đầy đủ phần tự luận hết của thầy trò chúng ta rồi. Các em thân mến, như vậy một buổi học hết sức thành công đã trôi qua. đây là đề số 3 rồi và trong đề này thầy đã cố gắng hướng dẫn rất nhiều các phần Đặc biệt cả những cái phần khó và nâng cao thì cũng đã cố gắng nói cho các em Cố gắng bằng hết sức nhất của thầy có thể Giảng được những cái bài này và chuẩn bị được những bài này thực sự là rất mệt Không chỉ là công lao của thầy mà toàn bộ của tất cả các Uh, đội ngũ tất cả các anh chị cũng như tất cả những cái uh, con người khác cùng phục vụ cho các em các em nên nhớ rằng là trên cuộc đời này không được có mấy người theo chúng ta mãi suốt được uh, như thế này đâu được chưa nào chúng ta cố gắng mà nghe theo nghe thầy nhiều thì được điểm cao nhiều nghe thầy ít thì được điểm cao ít cố gắng mà nghe được chưa nào uh, thầy không mong muốn gì hơn chúc cho các bạn và các em nhất là những bạn À, đang uh, theo học khóa của thầy cũng như những bạn mà chăm xem bài của thầy trên cả Facebook mà và cả YouTube nữa. Mặc dù là cũng có thể đâu đó có một vài bạn có thể mới xem, mới học, mới biết thì uh, có thể các em chưa uh, tiếp thu, chưa cảm nhận được hết những uh, điều thầy nói. Nhưng đối với những bạn mà người ta đã theo dõi thầy từ những bao nhiêu năm trước cơ, có những bạn còn theo từ năm lớp 10 thì thật sự rằng chắc thầy không phải nói nhiều đối với các em đúng không? Để cho nào thầy uh, mong rằng là sẽ các em sẽ hiểu bài thật là tốt và đạt được kết quả như mình mong muốn không nhất thiết phải được điểm cao quá đâu uh, miễn sao mình uh, tạm hài lòng với mình thôi là được chứ đừng có chán nản thất vọng quá trong quá trình làm bài chỉ cần cố gắng uh, chú ý đề dễ không tiêu đề dài không nản đừng chủ quan còn đề khó thì khỏi phải bàn mình sẽ vẫn hoàn thành và vượt qua thôi được chưa nào thầy uh, chúc các bạn và các em thi thật tốt được chưa nào. Hẹn gặp tất cả các bạn và các em uh, trong những bài giảng uh, sắp tới nữa. Xin thân ái. Chào các em.